Cuốn sách Chế độ ánh dương. Tác giả: David Wolf Bài học thứ 21: Mặt trời. Chúng tôi chọn ánh mặt trời rực rỡ yêu thương để truyền cảm hứng cho mình, Vần dương ấy cũng có thể soi sáng cuộc đời bạn. Trích dẫn bởi Ramayana. Nếu kỷ đột mà cũng có tôn giáo thì chúng chắc chắn sẽ tôn thờ mặt trời. Trích dẫn bởi Tiến sĩ Trio Scotler tác giả cuốn Year of the Gorilla. Bạn đã phát hiện ra việc hấp thụ dinh dưỡng trực tiếp từ các yếu tố không khí, đất, nước và mặt trời chưa? Tất cả sự sống trên hành tinh này đều bắt nguồn từ vầng mặt trời vĩ đại của chúng ta. Mặt trời đập như một trái tim vĩ đại xuyên qua mọi cơ thể sống. Người ta nói rằng các phân tử tạo nên cơ thể chúng ta được sinh ra trong ngọn lửa vĩ đại của ngôi sao siêu khổng lồ này. Không khí chúng ta hít thở là năng lượng mặt trời được chuyển hóa. Trong quá trình quan hợp, khi thực vật hấp thụ năng lượng mặt trời, chúng biến đổi carbon dioxide, CO2, thành oxy quan trọng O2 để động vật hít thở. Ở đây thì ở bước đầu tiên, thiên nhiên quy định mức độ cần thiết của đời sống động vật. Dựa trên ma trận cơ bản của đời sống thực vật được thấm nhuận bởi ánh mặt trời, hô hấp của động vật phụ thuộc đặc biệt vào năng lượng mặt trời. Thực phẩm chúng ta ăn là những nguồn chứa năng lượng mặt trời đã chuyển hóa thông qua quá trình quan hợp thực vật thu nhận năng lượng từ mặt trời và tích hợp năng lượng đó vào thân lá hạt rễ và quả của chúng tất cả động vật đều là thực vật biến đổi cơ thể của ngựa vàng không khác gì cỏ cơ thể của sư tử cũng là cỏ vì nó săn mồi trên những loài ăn cỏ chúng ta là những sinh vật mặt trời những sinh vật được nuôi dưỡng trực tiếp bằng năng lượng mặt trời Ánh sáng mặt trời có thể biến đổi sức khỏe của bạn, cơ thể con người với nhiều lớp phủ trên bề mặt của da, hấp thụ ánh sáng mặt trời. Đồ chuyển hóa trực tiếp thành chất nuôi dưỡng bởi hemoglobin trong máu, giống như chất diệp lục chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành chất dinh dưỡng trong cây. Hãy nhớ rằng hemoglobin và chất diệp lục là những yếu tố không thể thiếu. Hemoglobin chứa sắt, diệp lục chứa magie. Ánh sáng mặt trời làm cho chúng ta tươi sáng và vui vẻ. Nó nuôi dưỡng một thái độ tích cực lành mạnh. Vì tiêu ánh sáng mặt trời có tác dụng ngược lại. Chúng ta thấy những người ở vùng khí hậu lạnh hơn, ở trong nhà suốt mùa đông, thường bị trầm cảm theo mùa. Nguyên nhân là do thiếu ánh nắng mặt trời trong những tháng mùa đông. Các yếu tố tương tự trong các loại rau lá xanh giúp bảo vệ lá khỏi bức xạ cực tím, cũng sẽ bảo vệ bạn khi bạn đang ăn chúng. Một trong những chất này là beta-carotene, theo nghĩa đen là chất bảo vệ cho nhân của mỗi tế bào. Lợi ích của ánh nắng mặt trời được cải thiện bằng cách ăn uống đúng cách, vì mặt trời và không khí trong lành hoạt động như nam châm hút chất độc hại đến da. Khi cơ thể sạch sẽ và được bảo vệ bên trong bằng các hợp chất thực vật chống oxy hóa, bạn sẽ ngạc nhiên về thời gian bạn có thể ở phơi mình dưới ánh nắng mặt trời và độ rám nắng tuyệt đẹp của da bạn. Chất chống oxy hóa được tìm thấy tự nhiên trong các loại thực phẩm giàu sắc tố như tảo, hạt ca cao, tất cả các loại quả mọng, nho và lá xanh đậm. Khi con người ăn uống đúng cách và được giải độc, tiếp xúc với nắng mặt trời hợp lý sẽ không thể dẫn đến ung thư da. Chế độ ăn nhiều chất bé nấu chín, gốc tự do và hóa chất, ít rau lá xanh và các hợp chất thực vật chống oxy hóa có liên quan mật thiết đến bệnh ung thư da. Điều này là do các gốc tự do và độc tố trong da không được bảo vệ, sẽ bị nướng và biến đổi bởi tia mặt trời. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Y khoa Baylor phát hiện ra rằng những người có chế độ ăn ít chất béo được nấu chín sẽ giảm đáng kể nguy cơ phát triển tiền ác tính và ung thư da không hắc tố. Ánh nóng mặt trời cải thiện sức khỏe của chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Xem hình minh họa đính kèm. Chắc chắn rằng chúng tôi chỉ mới hiểu biết rất ít về mặt trời. Một buổi tắm nắng là phương pháp loại bỏ chất độc tuyệt vời vì nó thu hút độc tố ra khỏi da. Da là cơ quan đào chất độc lớn nhất của cơ thể tiến sĩ kim đã nói với chúng ta trong cuốn sách tuyệt vời của mình sunlight như sau cholesterol được cấu thành bởi cơ thể không phải cholesterol ngoại lai chuyển hóa thành vitamin d một loại vitamin cần thiết cho sự hình thành xương khi ánh sáng mặt trời hoặc tia cực tím chiếu vào da nếu không có vitamin này xương sẽ không được canxi hóa và dễ bị uốn cong tình trạng này được gọi là bệnh còi xương tiến sĩ kim mô tả rằng ánh sáng mặt trời xây dựng hệ thống miễn dịch và tăng cường oxy cho da, ông viết. Một nghiên cứu về kết quả của việc kết hợp tập thể dục với ánh sáng mặt trời cho thấy nhóm được điều chỉnh bằng ánh sáng mặt trời kết hợp với tập thể dục đã được cải thiện gần như gấp đôi so với biểu đồ điện tâm đồ của họ. So với những người chỉ tập thể dục trong mát, mặc dù cả hai nhóm đều thực hiện chung một chương trình cải thiện sức khỏe, ánh nắng mặt trời làm giảm lượng đường trong máu, nó là một loại insulin tự nhiên. Một chế độ ăn nhiều trái cây ngọt phải đi kèm với việc tắm nắng để giúp chuyển đổi đường. Mặt trời chiếu sáng giúp lưu trữ đường dưới dạng glycogen trong gan, cơ và tế bào để sử dụng sau này. Để da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ kích thích các mau mạch và đưa máu lên bề mặt da nhiều hơn. Điều này giúp chữa lành vết cắt, vết bầm tím và phát ban. Trong Thế chiến thứ hai, người ta phát hiện ra rằng việc để vết trầy xước, vết thương hở và xương gãy tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời dẫn đến việc chữa lành nhanh hơn. Nhiều loại nấm mốc và nấm men bị tiêu diệt bởi nắng trực tiếp. Candida không thể tồn tại trong ánh sáng mặt trời trực tiếp. Một bước rất tốt để khắc phục nấm Candida là để ánh nắng mặt trời tiếp xúc với cơ thể trần của bạn. Tham khảo bài học thứ 13, cách sử dụng tam giác ánh dương, ăn uống để khắc phục nấm Candida. Ánh nắng mặt trời làm tăng sức mạnh của quá trình tiêu hóa. Ánh nắng mặt trời làm tăng lửa bên trong cơ thể. Trong y học phương Đông của Trung Quốc, chúng ta tìm thấy khái niệm cân bằng âm dương và chúng ta thấy rằng thức ăn tươi sống mang tính lạnh có thể được cân bằng với năng lượng mặt trời mang tính nóng. Ánh nắng mặt trời giúp cải thiện thị lực, điều hòa nội tiết tố và tăng khả năng khoáng hóa, đưa ánh sáng mặt trời trực tiếp vào mắt, nhìn mặt trời, không bị che khuất bởi kính, cửa sổ hoặc bộ lọc vào lúc bình minh và hoàng hôn đã trở thành một phần của lối sống hít thở, tức là sống bằng năng lượng không phải thức ăn. Trong nhiều năm qua, vào lúc bình minh và hoàng hôn, bầu khí quyển đậm đặc hơn xuất hiện giữa chúng ta và mặt trời, phân tách ánh sáng như lăng kính thành nhiều bước sóng hơn để kích hoạt các yếu tố chưa được biết đến của ý thức. Lớp đệm khí quyển bổ sung này cũng cung cấp khả năng bảo vệ nhiều hơn để không làm bỏng võng mạc của một người. Thực hành nhìn mặt trời nên bắt đầu với 30 giây vào buổi sáng và buổi tối, sau đó tăng lên trong thời gian dài hơn khi một người thích nghi. Việc kiên trì thực hành sẽ giúp một người có thể nhìn vào mặt trời trong khoảng thời gian 45 phút vào lúc hoàng hôn và bình minh. Ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào da, đặc biệt là trên ngực và các cơ quan sinh sản, sẽ chữa lành chứng bất lực và rối loạn chức năng ở những vùng đó một nguyên nhân góp phần gây ra những thách thức trong những khu vực này là quần áo gây hạn chế hấp thu ánh sáng và những nơi thiếu ánh nắng mặt trời mặt trời một thử dùng bơ ca cao dầu dừa hoặc treo lô hội tươi như một loại kem chống nắng bơ ca cao là chất chống nắng tự nhiên tốt nhất là một loại thực phẩm toàn phần bằng cách tuân theo chế độ ánh dương khả năng chống lại bức xạ tia cực tím uv và bỏng nắng của bạn sẽ tăng lên do các chất chống oxy hóa trong chế độ ăn uống tươi sống của tôi. Tôi rất khó để bị bọng do ánh nắng mặt trời, ngay cả khi tôi đã không tắm nắng trong vài tuần. Bảo vệ khỏi tia UV tốt nhất là bảo vệ bên trong. Kèm chống nắng thương mại vô hiệu hóa cơ chế báo động cháy nắng tự nhiên của cơ thể. Hầu hết các loại kem chống nắng, kem và bơ được làm từ các chất hóa học trộn với chất béo nấu chín, tạo ra các gốc tự do trong da giống như chất béo nấu chín trong chế độ ăn uống vậy. Vì những lý do này, tôi không khuyên dùng kem chống nắng thương mại, chỉ mua kem chống nắng hữu cơ, chất lượng cao, có chứa dầu ổn định. 2. Tắm táp ánh sáng mặt trời trực tiếp, ít nhất 30 phút mỗi ngày trên cơ thể của bạn, càng nhiều càng tốt. Cho dù một người sống ở đâu, chỉ cần để ánh sáng mặt trời chiếu tới khuôn mặt lộ ra của bạn đã đủ để mang lại lợi ích rồi. Không có sai lầm trong tự nhiên, chúng tôi được thiết kế cho một cuộc sống vui vẻ dưới ánh mặt trời, tận hưởng sự phong phú mà thiên nhiên ban tặng, đắm mình trong những tia nắng vàng của cuộc sống. Ánh sáng mặt trời cũng là thức ăn tốt cho tâm trạng. Hãy xem xét những điều sau. Tất cả mọi người, dù ốm hay khỏe, sẽ trở nên xinh đẹp hơn, cảm thấy tốt hơn, khỏe mạnh hơn và hoạt động yển chuyển hơn. Sau khi phơi bày mọi bộ phận trên cơ thể trần truồng của họ, dưới ánh nắng tuyệt đẹp, hay tắm nắng mỗi giây phút bạn có thể. Nó làm bạn sống động theo mọi cách. 3. Bất cứ khi nào có thể, và bất cứ khi nào bạn nhớ, hãy thực hành việc nhìn mặt trời vào hoàng hôn và bình minh. Xem hình minh họa đính kèm. Hết bài học thứ 21. Mặt trời. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Mời bạn đăng ký kênh để nhận được thông báo các video mới nhất nhé. Mình chúc bạn thật nhiều sức khỏe và an vui.